Hello, chào tất cả bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cái công chúa râu ria. Ồ, nhìn kìa. Ồ, nhìn kìa. Ồ, trời 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 trời, nhìn kìa. Các bạn nhìn kìa. Đó, lượt đặc biệt và lượt thường. Ok, mình sẽ quay lượt đặc biệt nha. Quay. Đã mua vé lượt đặc biệt. Bắt đầu đi nè các bạn ơi. Đi. Mở hòm nè. Ui. Được 100 ngọc rồi. Bây giờ tiếp theo sẽ đi tiếp. Rừng tiếp theo. Mở. Ui, thêm 100 nữa rồi. Rước công chúa. Bao nhiêu ngọc thì mới được rước công chúa các bạn? Mình vẫn chưa biết, để thêm thể lệ coi. À, chắc chắn là đừng đừng gặp cạm bẫy. Ui, gặp cạm bẫy rồi nè. 250 ngọc hả? Ok, mở rồi. 100 ngọc nữa rồi. Mở. Ui, rồi như vậy là cạm bẫy hai lần rồi nè. Cay. Đây này. Tiếp tục đấy. Mở. Mở. Ui. Mở. Mở. Rồi 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 rồi. Bây giờ bấm làm mới là nó sẽ cộng 250 ngọc nha các bạn. Thôi đi tiếp luôn các bạn ơi. Mở. Đi tiếp đâu. Nên đi tiếp không các bạn? Hay là làm mới? Ui, ui, ai đây? Nên đi tiếp hay làm mới các bạn? Làm mới nha các bạn. Làm mới đi. Ok, làm mới. Rồi, bây giờ đi lượt miễn phí nè. Ui, 10 ngọc à. Ui! Kinh, kinh, kinh chưa? Mở luôn. Mở luôn. Mở luôn. Rồi xong. Né dính cạm bẫy. Cay. Lại. Mở. Mở đi. Ui cạm bẫy. Không sao, không sao, không sao. Ui 300 ngọc kìa. Chơi luôn. Cạm bẫy không? Hay quá. Chơi luôn không các bạn? Chơi luôn không? Hay là bảo toàn số số kim cương này các bạn? Số ngọc nè, bảo toàn số ngọc nha các bạn. Từ từ, còn 400 kim mấy kim cương nữa. Chưa chưa nhận được 450 kim cương. Mở. Hay quá. Trời ơi, mở được không các bạn? Mở nữa không? Thôi bảo toàn đi, bảo toàn lần này đi. Ok. Ok, như vậy là đã có 1.017 ngọc rồi. Tiếp tục lượt đặc biệt tiếp. Mở. Ui. Mở. Ui. Mở. Ui, mở luôn. Ui, chết bà rồi. Mở luôn. Rồi xong. Né cày. Lại. Mở. Mở đi. Đậu xanh. Đậu phộng, đậu đũa, đậu đen. Đừng mời tôi nữa. Tôi cua ngày xưa đã chết rồi. Tiếp tục nào. Mở luôn nè. Ừ. Mở. Ui ngon. Làm mới không các bạn? Làm mới nha. Hay là thêm phát nữa? Làm mới đi. Ok. Giờ từ đầu đến cuối luôn các bạn nè. Từ đầu đến cuối nè. Mở. 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 Rồi ok. Mở không? Ui. Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng 250 ngọc. Ui. Ui. Ngon chưa? Lêu lêu.
Lấy luôn em này. Ồ, em gái dễ thương. Ui, sọc gun gì đây? Khẩu sọc gun gì đây các bạn? M1014, đôi mắt tử thần mình có rồi nhé các bạn. Để mình coi còn cái gì chưa có không. Con tờ rật mình cũng có rồi. Mấy bộ đồ kia mình cũng có rồi luôn các bạn ơi. Xong rồi, con dư ngọc quá trời luôn. Hôm nay mình chưa có nè. Ok, còn 160. Lấy bộ đồ nào đây ta? Lấy cái gì đây ta? Đồ ăn cho bé hả? Không cần đâu. Hai hôm nay cũng có rồi. Ok, xong rồi. Lêu lêu. Tủ đồ coi. Ủa, đâu rồi? Phải reset game lại các bạn ơi. Reset game lại. Đó. Trời ơi, quá dễ dàng. Đi từ đầu đến cuối là có ngay bộ đồ mới liền. Đó, bây giờ mình sẽ vào tin nhắn nha các bạn. Quý ông râu ria, nhận tất cả nào. Hello, 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 hello. Ui, sướng chưa? Bây giờ vào tủ đồ nè. Mở liền, trời ơi, trang bị liền. Ôi, dễ thương không? Trời ơi, dễ thương quá. Hôm nay mở đấy. Ôi, vĩnh viễn luôn. Trời số phận đã an bài là sẽ vĩnh viễn. Ôi, dễ thương không các bạn? Trời ơi. Ôi, đồ đẹp quá. Ôi, xin không các bạn? Ôi, xin quá, tháo mắt kính ra cho nó xinh nha các bạn. Từ từ coi có cái khăn nào nó nhìn xinh xinh hơn xíu không? Thôi xin không? Ôi, dễ thương cực kỳ luôn các bạn ạ. Tèo tèo, tèo tèo. Đấy. Ôi, xin chưa? Dễ thương cực kỳ. Để mình hỏi bên kia coi xong chưa đã. Đậu xanh. Hello, hello, xong chưa? Chưa xong anh Còn ơi. bao nhiêu thằng? Hay quá anh Ôi, ăn ơi. không rồi em ơi. Còn còn 5 hàng, còn 5 hàng anh ơi. Là 5 5 thằng nữa rồi. Ôi bên đây rồi. Tấp 1 rồi anh ơi. Tấp 1 rồi. Anh mới có bộ đồ mới này đẹp lắm. Trời ơi, Bộ dễ thương gì? cực. Bộ bộ màu cam á. Cái bộ BD, bộ BD. Bộ Ôi, đây tặng đá hơn 30 em ơi. ok anh ơi. Trời ơi, bộ đồ mới dễ thương lắm. Ôi, cực kỳ Bảy chục luôn. máu rồi anh ơi, 70 máu anh ơi. Mình giống nhìn giống bao mì y chang luôn. Tiểu thủ mặt Ê, trăng á. lộn, nhìn 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 giống má mì y chang luôn, đậu xanh. Trời, y hệt ba mì luôn. Cái gì? Đúng rồi Ô, đó. nó chạy đâu rồi? Ồ, nó đâu mất tiêu rồi ta? Rồi nó Nó xuống xuống chậm nhà sao? rồi. Ôi, có mặt nó Nhà xa nhà xa gỗ nhà rồi gỗ ra nhà nhìn gỗ. quá. Ôi, có một đạn Trời ơi. nữa mà nó. Cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Đẹp Hay quá, dễ thương quá. Hấp dẫn thật. Đã vậy? Đã Còn nữa lắm. đâu vậy ta? Để múa cho các bạn coi này. Đó. Ba Đó. Dễ thương không? mươi rồi Ôi, trời trời trời, dễ thương. á. Nói chung là Trời em ơi, thấy trên đập em anh thương ơi. rồi. Trời Trên đập anh ơi, ơi. trời ơi, dễ thương. Đã quá, đã quá, đã quá. Ôi, dễ thương quá Đập các anh bạn. ơi. Đông lắm anh ơi. Ê, bắn một người dấu rồi em ơi. Dễ thương quá các bạn ạ. Em móc nha anh Nó ơi. còn nó kìa. Lóc chưa?
nóc hai anh ơi, lên nha. Đậu xanh mấy người kia, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan. Vũ khí mình sẽ chọn MP4. Các bạn thích mình chọn MP40 nào ta? Anh em thích mình chọn MP40 nào? Đây, có rất là nhiều MP40 trong đây. Giáng sinh nè, game thủ nè. Xong rồi em ơi. Xong rồi, xong rồi anh ơi. Ok anh ơi, top 1 anh ơi. Trời ơi. Năm mới ha, năm mới giảm đồ chính xác. Hello mọi người nhé. Ghê không mày? Quá ghét. Ok, đợi xíu. Thôi lấy Giáng sinh bắn tạm đi. Bộ sưu tập. Ok, đánh mời nào. Đợi xíu vào bộ sưu tập đổi đồ đã. Ok anh ơi. Cái gạch chúng ta đổi đồ đã. Vũ khí. Đơn giản quá ta. Ok, mời đi. Ok, mời đi. Ok anh, mời rồi anh ơi. Ôi, dễ thương không? Bobby, nhìn anh dễ thương không? Rồi, nhìn anh dễ thương không? Đứng vào đấy, đứng vào đấy. Nhìn anh dễ thương không? Đã quá. Mấy nhỏ nào chịu được lắm luôn á. Nhìn cưng không? Trời ơi, quá cưng luôn. Ôi. Bóng lâu xuyên này, không lệch đâu rồi. Bao mì thì đến chán, không muốn vào game rồi kìa. Bao mì chán rồi, bao mì. Nhìn anh dễ thương không? Không, không, không. Chán, không muốn vào game nữa rồi. Dễ thương anh. Vô chị ơi. Vô đi. Đấy, đúng tính thật của mình rồi đấy. Ôi ôi, quá dễ thương luôn các bạn ạ. Đậu phộng bộ đồ. Có đó nhân vật nữ đâu mặc được đâu hả? Không. Này trên bàn. Ôi, dễ thương không? Ok, anh em muốn xem tiếp thì nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy like nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.